Đoạn clip khắc ghi cảnh bị nhắc khi chen ngang, không xếp hàng rút tiền ở máy ATM, người nam như chửi, tấn công một thiếu nữ lớn tuổi ở Hà Nội và quát biết tao là ai không, đang chiếm được sự chú ý của cộng đồng. Trao đổi với phóng viên vào chiều 12 tháng 10, một hướng dẫn công an phường Khương Trung Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đã tóm được thông tin về sự việc. Theo vị này, bước đầu, cơ quan tác dụng xác định, trong quá trình rút tiền tại máy ATM, hai bên đã xảy ra xô xát. Lãnh đạo công an phường cho hay, hiện, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc. Trước đó, tài khoản mạng xóm hội Hoàng Thu Ngân đăng tải đoạn clip khắc ghi cảnh một người nam nhi có hành vi hành xử côn đồ với người thiếu nữ được cho là mẹ của người đăng tải. Sự việc xảy ra gần một máy ATM ở Hà Nội. Theo chị Ngân, sự việc xảy ra khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 10 tại đường Khương Trung, Hà Nội. Thời điểm đó, có nhiều người đang xếp hàng để chờ rút tiền. Khi sẵn sàng đến lượt mẹ chị rút thì một người nam nhi bất thần xuất hiện, chen ngang. Thấy vậy, mẹ chị Ngân đã thông báo nhắc nhở, mọi người ai cũng phải xếp hàng, ai cũng đợi rút. Em thanh niên hay lại làm thế, chỉ còn cháu nhỏ dài đứng cũng lâu mới đến lượt, em đi xuống sau xếp hàng đi. Thay vì tiếp thu, người nam nhi liền quay ra chửi bới người thiếu nữ đã nhắc nhở mình, kèm theo những lời lẽ thô tục. Không những thế, sau khi không rút được tiền, người này quay ra gắt và xả thân tấn công mẹ chị Ngân tới tấp, bất chấp sự can ngăn của nhiều người. Chị Ngân cũng cho hay, sau sự việc, mẹ chị lên công an phường Khương Trung để trình báo. Đồng thời, trong chiều cùng nay, gia đình cũng đưa mẹ chị đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, y sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị chấn động não và sưng ở má vì bị người nam nhi này tấn công mấy cái. Hiện tôi đang kế tiếp cho mẹ đi chụp chiếu để xác định rõ, chị Ngân thông tin. Người nam nhi tấn công một thiếu nữ khi bị nhắc không chen ngang khi đứng rút tiền ở cây ATM.